Những căn bệnh mẹ bầu mắc phải gây nguy hại đến thai nhi. Trong giai đoạn thai kỳ, bà bầu nên đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân. Đôi khi chỉ là căn bệnh cảm cúm thông thường, tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bà bầu. Dưới đây là những căn bệnh đơn giản nhất, nhưng lại gây hại cho sức khỏe của bà bầu trong suốt thai kỳ. Thứ nhất là bệnh trĩ. Trong thời gian mang thai, tình trạng táo bón, sự phát triển của bào thai chèn ép các tĩnh mạch tầng sinh môn khiến cho không ít mẹ bầu bị bệnh trĩ. Mắc bệnh trĩ khi mang thai không những khiến cho bà bầu cảm thấy tự ti mà còn gây nhiều đau đớn, bất tiện khi sinh hoạt, ăn uống, tiêu hóa trong suốt thời gian thai kỳ. Thứ hai là viêm gan siêu vi B. Đây là một trong những căn bệnh lây truyền từ mẹ sang con khá nguy hiểm vì nếu bị nhiễm bệnh từ mẹ, em bé sinh ra có nguy cơ từ 70 đến 90% chuyển sang mãn tính, xơ gan, ung thư gan. Do đó, cách bảo vệ tốt nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên đi sớm tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan B để bảo vệ cho sức khỏe của bà mẹ cũng như có một thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu không may bị nhiễm viêm gan siêu vi B thì khi có thai, tùy vào tình trạng bệnh mà bác sĩ có hướng dẫn cụ thể để bảo vệ em bé trong suốt thai kỳ và các biện pháp tiêm phòng ngay khi em bé vừa mới được chào đời. Thứ ba là bệnh cúm. Trong quá trình mang thai, hệ miễn dịch của bà bầu bị suy giảm trầm trọng nên các bệnh truyền nhiễm do virus, vi khuẩn là nguy cơ hàng đầu đối với những phụ nữ mang thai. Một trong những bệnh thai phụ hay mắc phải đó là bệnh cảm cúm với lý do là sự suy giảm miễn dịch. Vì vậy, chỉ cần các mẹ sơ ý, chủ quan với sức khỏe cũng dễ bị nhiễm cảm cúm. Trong thời gian này, một số trường hợp bà mẹ mang thai bị cảm cúm có thể làm tăng khả năng sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non trong những tháng cuối của thai kỳ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh. Thứ tư là bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục. Bà bầu khi bị nhiễm khuẩn đường sinh dục thì không những cảm thấy khó chịu mà còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho thai nhi như gây sảy thai, sinh non, thai chết lưu. Trẻ sơ sinh có mẹ mắc bệnh này cũng dễ bị viêm kết mạc, viêm phổi hoặc chậm phát triển do lây vi khuẩn từ mẹ trong quá trình sinh nở. Thứ năm là bệnh mụn rộp do virus herpes simple. Đây là bệnh do virus xâm nhập vào cơ thể qua các lỗ hổng trên da, gây triệu chứng ngứa, sau đó chúng gây ra các vết phỏng loét hoặc mụn rộp, thường xuất hiện ở vùng mặt hoặc là miệng. Trong 3 tháng đầu mang thai, người mẹ bị mắc bệnh này rất dễ bị sảy thai. Trong trường hợp mẹ bầu nhiễm bệnh nặng thì thai nhi có thể bị tổn thương các bộ phận của cơ thể như mắt, gan, lách. Trẻ rất dễ bị co giật sau này. Các bà mẹ cần giữ vệ sinh sạch sẽ cơ thể, không nên đến các khu vực đông người để hạn chế bị lây bệnh. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu của bệnh như kể trên, nên đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng. Thứ sáu là bệnh thủy đậu. Đối với phụ nữ chưa từng mắc bệnh thủy đậu trước đây thì đây là căn bệnh cần được lưu ý vì có thể chúng sẽ xuất hiện trong thời kỳ mang thai. Căn bệnh dễ mắc phải qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp. Nó có thể gây ra một số ảnh hưởng cho thai nhi tùy thuộc vào tuổi thai. Bệnh thủy đậu có thể gây hội chứng thủy đậu bẩm sinh, gây bệnh lý võng mạc, chi ngắn, đục thủy tinh thể và nhẹ cân. Để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh, cách tốt nhất là phụ nữ trước khi mang thai, nếu chưa từng mắc bệnh thì cần được đi chủng ngừa và làm theo hướng dẫn của bác sĩ về thời gian có thể có thai sau khi tiêm phòng. Riêng đối với phụ nữ mang thai đang mắc bệnh thì cần giữ không để bong nước bị vỡ để tránh nguy cơ bội nhiễm. Giữ vệ sinh thân thể khi đi khám bác sĩ sẽ được tư vấn và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra đối với thai nhi. 7 là bệnh sốt phát ban. Thời tiết nóng lạnh thất thường thường khiến cho dịch bệnh có cơ hội bùng phát, trong đó có bệnh sốt phát ban. Theo thống kê những năm gần đây, trong những người đến khám sốt phát ban thì tỷ lệ phụ nữ mang thai chiếm đa số. Sốt phát ban nghe chừng rất đơn giản nhưng nguy cơ cho bà bầu thì rất lớn, phụ thuộc vào thời gian mà thai phụ mắc bệnh. Nó có thể gây sảy thai, sinh non, chảy máu bất thường và gây dị dạng cho thai nhi. 8 là bệnh thiếu máu.
Đây là căn bệnh rất thường gặp ở phụ nữ mang thai. Dấu hiệu thường gặp khi bị thiếu máu là biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, thiếu tập trung. Tuy nhiên, nếu trong quá trình mang thai, ảnh hưởng của bệnh thiếu máu sẽ lớn hơn, gây hại cho thai phụ, dễ bị băng huyết, nhiễm trùng sau khi sinh. Còn với thai nhi thì thiếu máu có thể gây ra tình trạng thai chậm phát triển, rối loạn chuyển hóa chất. Nếu được phát hiện kịp thời, tình trạng thiếu máu còn nhẹ, thai phụ chỉ cần bổ sung các chất như là chất sắt, acid folic và đạm thì có thể tránh được nguy cơ trên. Thai phụ cần đi khám sức khỏe theo lịch và bổ sung các viên sắt, vitamin theo hướng dẫn của bác sĩ để phòng tránh nguy cơ thiếu máu trong suốt thai kỳ. 9 là bệnh viêm cầu thận. Bệnh gây tổn thương đến tiểu cầu thận, diễn tiến chậm và người bị viêm cầu thận thường có biểu hiện là chân bị phù, giảm chức năng thận, huyết áp tăng cao và tiểu ra máu. Các xét nghiệm có chỉ số albumin niệu, creatinine và ure trong máu đều cao. Khi mang thai, nếu thai phụ bị viêm cầu thận ở thể nặng, có thể làm cho nhau thai và cuống nhau bị teo nhỏ, sẽ gây ra tình trạng thai nhi bị suy dinh dưỡng, sẩy thai và thai chết lưu. Tuy nhiên, nếu bị viêm cầu nhẹ, thai phụ vẫn có thể mang thai một cách bình thường, nhưng cần thăm khám bác sĩ một cách thường xuyên để tránh bệnh tiến triển nặng và gây ra những biến chứng không tốt đến sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. 10 là bệnh rubella. Đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu, nếu bị nhiễm loại virus này thì hết sức nguy hiểm vì chúng có thể gây ra các di chứng nặng nề cho em bé. Nguyên nhân là do virus có khả năng xâm nhập xuyên qua bánh nhau và làm ảnh hưởng đến thai nhi, gây ra các bệnh về thần kinh, chậm phát triển, đầu nhỏ, viêm phổi, tổn thương về mắt, điếc, gây bệnh tim mạch. Cách phòng tránh bệnh tốt nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. Riêng đối với phụ nữ đang mang thai mà mắc bệnh, nên đi bệnh viện để kiểm tra theo từng trường hợp. Tùy theo từng tuổi thai, bác sĩ sẽ có hướng dẫn cụ thể.